đi tìm Park Hang-seo 2.0 và những thách thức cho VFF. Báo Trung Quốc, chúng ta rất khó chiêu mộ ông Park Hang-seo. Sao Việt Kiều sáng cửa trở về thi đấu tại V-League? Đi tìm Park Hang-seo 2.0 và những thách thức cho VFF. Thành công vang dội của nhiệm kỳ cũ giờ là thách thức lớn với dàn lãnh đạo của VFF khóa mới. Trước mắt là cuộc tìm kiếm người thế chỗ ông Park Hang-seo ở đội tuyển quốc gia. Trong nhiệm kỳ 9 này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đề ra một loạt chỉ tiêu thành tích cụ thể, trong đó đáng chú ý là việc đội tuyển quốc gia Nam vào vòng loại thứ 3, cạnh tranh vé World Cup 2026 và hướng tới giành suất tham dự World Cup 2030. Tại khu vực, bóng đá Thái Lan từng lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018 nhưng sau đó đã không thể tái hiện được thành tích này ở mùa giải kế tiếp. Trong khi đó, thì đội tuyển Thái Lan giành 4 điểm xếp 12 trên 12 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cơ hội rộng mở hơn khi mà châu Á sẽ có 8,5 suất kể từ mùa 2026. Để giấc mơ World Cup thành hiện thực, tuyển Việt Nam cần rút ngắn khoảng cách trong nhóm 12 đội xuất sắc của châu lục trong 4 đến 8 năm tới. Thành công của đội tuyển Nam quốc gia trong thời gian qua như vào đến vòng loại thứ 3 World Cup, vô địch Asia Cup, hạng 8 Asian Cup, hạng 4 ASEAN, hai lần vô địch SEA Games gắn liền với huấn luyện viên Park Hang-seo, người sẽ từ nhiệm sau ngày 31 tháng 1 2023. Không thể phủ nhận ông Park là huấn luyện viên thành công nhất lịch sử. Vì thế mà việc chọn người thay thế khiến cho VFF gặp nhiều áp lực. Phó chủ tịch chuyên môn Trần Anh Tú thừa nhận đội tuyển Việt Nam sắp bước vào chu kỳ mới, thời hậu Park Hang-seo và để tìm được người mới là không dễ. Theo ông Tú, huấn luyện viên mới cần phù hợp với văn hóa, phù hợp với đội tuyển và hợp túi tiền của VFF. Từ khi ra đời năm 2000 đến nay, chiếc áo chuyên nghiệp vẫn bị xem như là rộng với V-League. Mùa giải năm nay, VFF và VFF cũng phải xuê xòa hoặc phạt cho tồn tại với một số câu lạc bộ chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chuyên nghiệp của AFC. Chính vì vậy, ở nhiệm kỳ này, VFF đặt ra chỉ tiêu là 100% các câu lạc bộ đủ tiền và điều kiện được cấp phép tham dự các giải đấu do AFC tổ chức. Xây dựng tổ chức các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tiệm cận với mô hình của các nước phát triển châu lục, thực hiện hoạt động cấp phép cho các câu lạc bộ tại giải hạng nhất. Cũng ở nhiệm kỳ VFF khóa 9, bản quyền V-League được bán với số tiền kỷ lục là khoảng 270 tỷ đồng trong năm mùa 23-2027, bên cạnh sự xuất hiện lần đầu tiên của công nghệ VAR. Giá trị V-League tăng đồng nghĩa chất lượng giải đấu chuyên môn đến hình ảnh, tính chuyên nghiệp cũng phải tăng theo để cường xứng với giá trị bản quyền, sự quan tâm của người hâm mộ. Và để làm được điều này, VFF đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cả việc xử nghiêm khắc các câu lạc bộ chưa đạt chuẩn chuyên nghiệp. Báo Trung Quốc, chúng ta rất khó để chiêu mộ ông Park Hang-seo. Truyền thông Trung Quốc cho rằng dù Liên đoàn bóng đá nước này muốn chiêu mộ ông Park Hang-seo nhưng khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc đồng ý là không cao. Cách đây không lâu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tuyên bố sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam ngay sau khi AFF Cup 2022 kết thúc. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không ký tiếp hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 1 2023 và thông tin này đã thu hút sự quan tâm của truyền thông khu vực, trong đó có cả Trung Quốc. Thậm chí là truyền thông nước này còn tiến cử ông Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc thay thế ông Lee Seow-bang. Tuy nhiên mới đây nhất thì trang 163.com của đã đăng tải bài bình luận với quan điểm rằng gần như chắc chắn Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ không có cơ hội chiêu mộ nhà cầm quân 65 tuổi. Theo 163.com, CFA đặt ra 3 tiêu chí để chọn huấn luyện viên mới thay thế huấn luyện viên Lee Seow-bang dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào đầu năm 2023. Chỉ còn không lâu nữa, năm 2022 sẽ khép lại và năm 2023 sẽ đến và đội tuyển Trung Quốc sẽ phải đối mặt với hai thử thách lớn là Asian Cup và Asian Games. Nhiệm vụ trước mắt của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đó là phải tìm ra một huấn luyện viên trưởng phù hợp, càng sớm càng tốt. Thế nhưng thông tin mới nhất thì với sự hỗ trợ của Tổng cục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA đã xây dựng 3 tiêu chí nòng cốt để tuyển chọn huấn luyện viên mới dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Thứ nhất, huấn luyện viên mới phải có kinh nghiệm dày dặn, có sự phối hợp tốt với đội ngũ trợ lý để có thể nhanh chóng tiếp quản đội tuyển quốc gia, giúp đội tuyển thoát khỏi tình trạng sa sút trong thời gian ngắn nhất. Thứ hai là huấn luyện viên mới sẽ phải quen thuộc với bóng đá châu Á. Điều này có nghĩa là huấn luyện viên mới cần phải có sự hiểu biết với nhiều đối thủ của đội tuyển Trung Quốc trong khu vực châu Á. Thứ ba, huấn luyện viên mới không thể đưa ra các yêu cầu quá cao về mức lương hàng năm bởi CFA không còn khả năng đầu tư hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đô la để thuê những huấn luyện viên đẳng cấp thế giới, từ 163.com nhận định. Tuy nhiên, sau khi phân tích cả ba yếu tố trên, từ 163.com cho rằng có rất ít khả năng ông Park Hang-seo sẽ nhận lời dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc. Căn cứ ba điều kiện trên thì việc lựa chọn huấn luyện viên mới cho đội tuyển Trung Quốc đã bị thu hẹp đi rất nhiều. Sẽ theo những tiêu chí này thì các huấn luyện viên châu Âu rất khó để lựa chọn. Ứng cử viên nhiều khả năng sẽ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, những quốc gia có nền bóng đá tiên tiến tại châu Á và về cơ bản thì ông Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam có thể đáp ứng đủ ba điều kiện nói trên. Nhưng đánh giá về tình hình hiện tại thì gần như CFA sẽ không có cơ hội để chiêu mộ ông Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park sẽ từ chối lời mời của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc do đã có những kế hoạch khác sau khi hết hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Cho tới thời điểm hiện tại vẫn chỉ có một số huấn luyện viên nội là những ứng viên khả dĩ nhất để trở thành huấn luyện viên tại đội tuyển Trung Quốc như Jin Zhongfu, Zhu Xingyuan và Zhu Weilong. Trong đó thì Zhang Weilong được cho là có cơ sở nhất để dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ 163.com kết lại. Sau Việt Kiều sáng cửa trở về thi đấu tại V-League, trong hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 11, khóa 9, ban lãnh đạo VFF đã đưa ra những thay đổi khi chấp nhận cho các đội bóng được phép đăng ký thêm một cầu thủ nước ngoài có gốc gác Việt Nam mà không cần nhập tịch. Điều này mở ra cơ hội cho hàng loạt ngôi sao Việt Kiều đang ấp ủ hy vọng có thể gắn bó với nền bóng đá trong nước. Thế nhưng không phải cầu thủ Việt Kiều nào cũng có mong muốn trở về thi đấu tại V-League và cũng không phải đội bóng nào cũng có thể đưa ra các ngôi sao này về nước. Với những ngôi sao đã thành danh tại châu Âu như là Philip Nguyễn hay Jason Pendan Quang Vinh, việc đăng thi đấu tại những môi trường chất lượng như Cộng hòa Séc hay Pháp sẽ khiến cho hai cầu thủ này khó có quyết định trở về Việt Nam. Đặc biệt là Philip Nguyễn khi mà những năm gần đây anh liên tục được thi đấu tại những giải đấu hàng đầu khu châu lục là Europa League hay Europa Conference League. Thật vô lý khi mà đòi hỏi Philip Nguyễn trở về Việt Nam thi đấu vào thời điểm này. Thay vào đó, VFF có thể hướng tầm nhìn đến những cầu thủ ít tiếng tăm hơn, đơn cử như trường hợp của trung phong Alexander Đặng, người từng lọt vào tầm ngắm của ông Park Hang-seo. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc thậm chí còn lặn lội sang tận Na Uy để xem dò cầu thủ này, nhưng chưa thu được kết quả như ý. Bên cạnh đó, Fabian Vi Ngọc, cầu thủ đang chơi cho HSC Hannover tại Đức, cũng là một trong những cái tên được chú ý. Thời gian qua, thông tin được tiền đạo có cha là người Việt Nam về thử việc tại Sài Gòn FC cũng được lan truyền rộng rãi. Trong khi thì Victor Lê cũng là một trong những mầm non đầy triển vọng. Cầu thủ sinh năm 2003 từng có thời gian thi đấu tại đội trẻ CSKA Moscow và hiện được cho là đang thử việc tại Fotopelan Bình Định. Bobby Lương Nguyên Bảo, Kevin Bùi hay Tommy Nguyễn cũng là những gương mặt sáng giá mà các đội bóng V-League có thể nhắm tới thời điểm này. Nhìn về tương lai xa hơn, họ thậm chí còn có thể góp công nâng tầm nền bóng đá Việt Nam cả ở cấp độ châu câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Sau Việt Kiều sáng cửa trở về thi đấu tại V-League, trong hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 11, khóa 9, ban lãnh đạo VFF đã đưa ra những thay đổi khi chấp nhận cho các đội bóng được phép đăng ký thêm một cầu thủ nước ngoài có gốc gác Việt Nam mà không cần nhập tịch. Điều này mở ra cơ hội cho hàng loạt ngôi sao Việt Kiều đang ấp ủ hy vọng có thể gắn bó với nền bóng đá trong nước. Thế nhưng không phải cầu thủ Việt Kiều nào cũng có mong muốn trở về thi đấu tại V-League và cũng không phải đội bóng nào cũng có thể đưa ra các ngôi sao này về nước. Với những ngôi sao đã thành danh tại châu Âu như là Philip Nguyễn hay Jason Pendan Quang Vinh, việc đăng thi đấu tại những môi trường chất lượng như Cộng hòa Séc hay Pháp sẽ khiến cho hai cầu thủ này khó có quyết định trở về Việt Nam. Đặc biệt là Philip Nguyễn khi mà những năm gần đây anh liên tục được thi đấu tại những giải đấu hàng đầu khu châu lục là Europa League hay Europa Conference League. Thật vô lý khi mà đòi hỏi Philip Nguyễn trở về Việt Nam thi đấu vào thời điểm này. Thay vào đó, VFF có thể hướng tầm nhìn đến những cầu thủ ít tiếng tăm hơn, đơn cử như trường hợp của trung phong Alexander Đặng, người từng lọt vào tầm ngắm của ông Park Hang-seo. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc thậm chí còn lặn lội sang tận Na Uy để xem dò cầu thủ này, nhưng chưa thu được kết quả như ý. Bên cạnh đó, Fabian Vi Ngọc, cầu thủ đang chơi cho HSC Hannover tại Đức, cũng là một trong những cái tên được chú ý. Thời gian qua, thông tin được tiền đạo có cha là người Việt Nam về thử việc tại Sài Gòn FC cũng được lan truyền rộng rãi. Trong khi thì Victor Lê cũng là một trong những mầm non đầy triển vọng. Cầu thủ sinh năm 2003 từng có thời gian thi đấu tại đội trẻ CSKA Moscow và hiện được cho là đang thử việc tại Fotopelan Bình Định. Bobby Lương Nguyên Bảo, Kevin Bùi hay Tommy Nguyễn cũng là những gương mặt sáng giá mà các đội bóng V-League có thể nhắm tới thời điểm này. Nhìn về tương lai xa hơn, họ thậm chí còn có thể góp công nâng tầm nền bóng đá Việt Nam cả ở cấp độ châu câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.